Mình xin chào các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây là chiếc siêu cúp châu Âu ha, đang cà số khung, số máy, thậm chí là câu bình đổ xăng luôn. Vì có một vị khách, có thể nói là đại gia ở An Giang, đến mua. Không phải một chiếc mà mua luôn một cặp các bạn. Cái này là cúp Âu ha, cúp châu Âu ha. Vị khách này mua về không có định là để trưng bày đâu, mà để chạy luôn đó các bạn. Cho nên là mới câu bình và đổ xăng luôn. Thì về giá xe thì mình thường xuyên có video cập nhật liên tục cho các bạn rồi. Bản này là có ABS nha các bạn. Đây nè ha. Nếu mà chiếc này nó theo chủ về nhà nữa thì hiện tại cửa hàng là hết xe cúp châu Âu luôn. Hy vọng sắp tới cửa hàng sẽ tiếp tục nhập thêm về, để mình có dịp đi ra đi vô mình ngắm nó các bạn. Phía sau nè, bản cúp châu Âu chúng ta sẽ có cái mắt mèo. Người miền Nam Bộ mình nó hay gọi là mắt mèo ha. Nó là miếng phản quang đó các bạn, để nó an toàn hơn, giúp tăng thêm cái khả năng nhận diện của những người xung quanh mình á. Đèn chiếu vô là nó chá liền kiểu vậy. Các bạn nhìn, bánh quay không được nha, đang được gàn rất là kỹ ở đây nè. Xe này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Các bạn chú ý nha, xe đến từ Thái Lan thì dữ lắm là Euro 4 thôi. Việt Nam mình là Euro 3 nha các bạn. Còn xe này nó đi châu Âu, nó được nhập đi châu Âu á, xuất đi châu Âu á, cho nên á là nó tới Euro 5 lận, xuất đi châu Âu. Đặc biệt nữa là nó không có chân chống bên nha các bạn. Hôm nay mình làm lại một vài chi tiết của xe ha, để các bạn nào mà chưa lần đầu vào xem kênh mình á thì mình sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về chiếc cúp này. Nó không có chân chống bên các bạn. Chân chống đứng, chân chống giữa thì có nè, mà chân chống bên thì không có. Các bạn chú ý nè ha. Made in Thái Lan. Nó được sản xuất tại Honda Thái Lan và xuất đi châu Âu. Vì xuất đi châu Âu cho nên là cái tiêu chuẩn khí thải của nó cũng như là những cái xung quanh đó nó phải cao cấp. Nó phải đạt được cái tiêu chuẩn ở bên châu Âu thì nó được xuất vào bển các bạn. Là như thế ha. Chất lượng là miễn bàn rồi. Xuất đi châu Âu thì chất lượng miễn bàn rồi. Chút xíu nữa mình sẽ chờ câu bình nổ máy, mình lại tiếp tục cho các bạn nghe tiếng máy nha. Mình đã có một video rồi, có một vị khách cũng đã mua và nổ máy nó luôn rồi. Chiếc này là chiếc thứ hai, cửa hàng bán đi thì nhiều rồi, mình không nhớ là bao nhiêu xe nữa, nhưng mà chỉ có hai xe tới bây giờ thời điểm hiện tại là câu bình nổ máy luôn các bạn, để sử dụng luôn. Đây nè các bạn, đại gia ở Kiên Giang. Hồi nãy giờ mình nói An Giang, các bạn Kiên Giang mới đúng nha. Mình sorry anh, mình đã nghe từ Kiên Giang rồi mà mình vẫn nói nhầm An Giang. Mình không, cái này á là mình không có phân biệt vùng miền, nhưng mà thật sự là những vị khách đến từ An Giang nè và bây giờ là Kiên Giang nè, mua quay y rất là nhiều các bạn. Sự thật ở vùng đất này đại gia nhiều, nhiều á. Nó bây giờ giống như là phiên bản giới hạn rồi đó, càng ngày nó càng ít nha, không còn nữa. Còn chiếc cúp này á, đúng là bản giới hạn 100 xe thì cửa hàng cũng đã bán đi một xe rồi. Xe này không câu bình, không đổ xăng nha các bạn. Nó số thứ tự của nó là 78. Chiếc này là 47 nè, đang chờ một vị đại gia nữa mua nè ha. Một cặp thôi. Cúp này là cúp chuột Vicky. Bây giờ có thể nói là cửa hàng có đến 1, 2, 3, 4 dòng cúp. Thứ nhất là cúp Việt Nam là nhập từ Thái Lan về. Thứ hai là cúp nội địa Thái Lan. Thứ ba là cúp châu Âu. Và thứ tư là cúp chuột Vicky. Còn thấy ha. Với mình xin nói thêm thế này, thì hiện tại cửa hàng đang có chương trình tuần lễ vàng. Tại vì nhân dịp lễ 2 tháng 9 đó các bạn, lễ Quốc Khánh 2 tháng 9, cửa hàng sale giá đến 5 dòng xe lận. Xe 50 nè, Honda Việt Nam, Honda Thái Lan, Honda Indo ha. Trong đó Honda Thái Lan tới 2 đại diện là chiếc YI 110 và chiếc YI 23 125 đó các bạn. Cái này mình có làm chi tiết rồi. Chương trình này sẽ hết hạn vào ngày 8 nha các bạn, tức là thứ 6 tuần này đó. Bạn nào quan tâm thì mình có thể là đến ngay cửa hàng để nhận được cái ưu đãi đặc biệt này. Đặc biệt là bây giờ cửa hàng sẽ free ship cho các bạn từ Sóc Trăng này đi tới thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ngược về Cà Mau ha. Chiếc này coi bình rồi nè các bạn. Chiếc này mới đúng là của vị khách đến từ Kiên Giang mua nha. Hôm nay ảnh cũng xem kênh mình đó và xuống ủng hộ một cặp luôn. Một cặp luôn các bạn ha. Đây ha, giây phút đổ xăng vào nè các bạn.
Anh nói là phá zin đó. Đổ xăng vào nổ máy nha. Chúng ta có tới một cặp khóa đó các bạn, một cặp chìa đó nè, một cặp chìa, dạ một cặp chìa. Rồi, đây. Vặn vài lần cho nó bơm xăng các bạn rồi mới đề nha. Xi nhan. Mình chuẩn bị sẵn cái mic rồi ha. Đây. Rồi một phát một là ăn ngay đó các bạn. Các bạn thấy thế nào? Hôm nay mình để mic gần cho các bạn nghe tiếng máy ha, để thỏa mãn đam mê rất nhiều bạn trông chờ nghe tiếng máy chiếc xe này. Tiếng bồ ha. Tiếng máy chắc lọi ha các bạn ha. Chắc lọi và tiếng bồ nghe rất là ấm. Rất là ấm luôn các bạn. Ôi. Đang nổ máy ha. Mở xi nhan nè. Và xi nhan nha. Đó. Xi nhan hai bóng nha các bạn. Đèn nè. Đây là khóa động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nha các bạn ha. Nó vẫn đang nổ máy đó các bạn. Thằng bô nè, bây giờ động vô là phỏng liền. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Này là lên viên thùng gì đúng không ạ? Rồi xe tải này sẽ mang xe đi nha các bạn. Đây bắt ba ga luôn nha, ba ga cúp 125 nè, 10 ly ha. Nó nặng gì lắm các bạn, tới 10 ly lận. Thì giá của nó chắc tầm khoảng 250.000. Nó cũng bằng với quay Thái quá. Tầm đó thôi. Dạ ba cha con. Đây này các bạn, vị chủ nhân mới của chiếc xe ha. Chiếc xe này sẽ chú chạy nè. Chiếc quay á, là cái anh áo sọc đó, đó là anh mua cho con trai chạy. Là cái bạn áo trắng đây. À, đến từ Kiên Giang nha các bạn ha. Đây cái anh này nè, mua hai chiếc, một chiếc là cho ba anh chạy. Cái này thì mình nói thêm về vấn đề thôi mình biết nói sao, nhưng mà thực sự là anh rất có hiếu, mua chiếc xe này cho ba chạy luôn đó các bạn. Còn cho con trai là chiếc quay 125 bản 22 màu trắng đây nè, cả gia đình đi luôn đó các bạn. Bây giờ bạn nhân viên sẽ gắn cái ba ga, là có ba ga mới được, không có ba ga mình chở đồ nó chạy à. Các bạn đừng nói mua xe về là không chở đồ, làm gì làm sẽ có lúc nào đó mình sẽ để đồ ở trên này nè, thì có nó đỡ lắm ha. Cái ba ga cũng 250.000 hả Tuấn? 300. 300.000. Nó có chừng. Nó xịn hơn đúng không? Ok. Rồi. Sau này mình sẽ chúc chú bắt được biển số đẹp. Tại biển số Kiên Giang là 68 rồi các bạn. 68 rồi. Nếu mà ra thêm 39, 79 gì đó chẳng hạn nữa thì nó quá đẹp đúng không các bạn? Biển 68 Kiên Giang ha. Có ABS màu đen. Đây. Cận cảnh quá trình bắt ba ga cho Super Cup châu Âu nha. Các bạn thấy nè. Vừa ngắm mà các bạn. Nó sẽ có một cái cục chêm ở trong á. Cục cao su chêm ở trong các bạn. Đây em làm đi, xích ra nè. Rồi. Mình lui ra xa cho mấy có khoảng trống để làm cho nó dễ.
Nè, xe đang chuẩn bị shifty nè các bạn. À, đo nó rồi để thế nào cho nó tối ưu nhất có thể ha. Đó, các bạn thấy nè, ở trong có cục cao su ha. Kiểu như lông đền đó, để chêm lại các bạn. Ở trên này cũng vậy ha. Đây hoàn thiện rồi đó các bạn, bắt xong ha. À. Xong rồi đó các bạn. Bây giờ chờ lên xe thôi. Bây giờ mình chùm lại và chuẩn bị lên xe tải nha các bạn. Rồi, lên xe. Còn chiếc xe này một vị khách từ Bạc Liêu mới vừa ghé cửa hàng, đang chuẩn bị mua quay Thái nữa đó các bạn. Tại vì như mình nói, đang có chương trình tuần lễ vàng ha, Bạc Liêu. Còn đây là chiếc quay Y 110, đã có biển số rồi đó các bạn, 83 luôn, 74389. Cho nó vô thùng trở lại các bạn. Có lẽ là mình cũng kết thúc cái video này đây nha các bạn. Mà nào quan tâm thì mình có thể là liên hệ ngay với cửa hàng, địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha. Xin chào các bạn.